Cái morning à, kính mời tất cả ngồi xuống. Đại chúng cùng tất cả quý Phật tử, hôm nay là ngày 6 tháng Giêng, tháng Kỷ Hợi, tức là ngày mà chúng ta khai khóa đầu năm. Thì hôm nay không có học, không có luôn vì không có máy chiếu và để cho sự liên tục để biết cô ghi chép thì chúng ta tạm dừng cái khóa học lại. Và hôm nay nói chuyện về đề liên quan tới công ngôn ha, đầu năm để cho mình biết về gì thì phải đúng năm của chúng ta. Chúng ta là con cháu của thì phải đúng năm sẽ phải biết rõ công ngôn ý nghĩa. Hôm nay những việc đầu năm chúng tôi xin nói về đề tài này. Kính thưa quý vị, khi mà hòa thượng Ân Sư tức là hòa thượng gì vào năm 1970 đó, có cái lý do thì những cái nhân sư của họ thì chúng tôi sẽ nói về cho thầy chút để quý vị có những sự diễn và có cái tên đầu tiên là Cương Vị Chân Không á. Tại vì vào năm 1968 hòa thượng nhập thất và pháp lạc thất cũng tại cái khuôn viên của Chân Không, thì lúc đó chưa có tên là Chân Không, chỉ có cái thất của hòa thượng thôi là pháp lại thất. Và hòa thượng tu hành ở đó, tu thiền, và hòa thượng sáng đạo tại pháp lại thất, tức là sáng đạo nghĩa là thưa, nghĩa là nhận ra nơi tự thân có cái bản tâm thanh tịnh, thấy rõ được đó. Và cái quá trình mà tu tập này mà thấy rõ, khi mình nhận rõ điều đó đó, thấy được cái đó, cái đó có tên gọi khác và trong giáo môn kinh điển gọi nó là chân không. Cho nên gọi là đã nhớ được cái đó rồi. Sau đó là năm 1970 hòa thượng mới có được chứng minh, tức là có những hòa thượng như hòa thượng Phước Hảo, hòa thượng Chấp Pháp, hòa thượng Nghiệp Quang, hòa thượng Thiện Năng vân vân, là những vị bây giờ. Thì lúc đó hòa thượng mới lập thiện nguyện ha. Bây giờ hòa thượng mới lập là đầu tiên gọi là tu viện, tu viện chân không, có một là tu viện tây chuyên tu, ghi nhớ vậy, tu viện chân không. Lý do là hòa thượng ngộ được chân không, ngộ tâm tính, tâm tính đó tên là chân không, cho nên hòa thượng lấy tên thiện tu viện chân không. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai mà có cái danh xưng đó là do gì? Khi hòa thượng dịch những cái sử thiền sư Việt Nam thì trong đó hòa thượng ưng ý nhất một vị thiền sư Đại Nhàn Lý, sống vào triều Lý Nhân Tông. Đó là một cái vị thiền sư có tên gọi là Vương Hải Thiền. Thì ngài là con nhà Thế Gia Nhân Tông, nhưng mà hâm mộ đại thừa xuất gia đi tu, tức là rất thích thì thiền tông để đi tu. Và khi tu thì tu rất là giỏi, tu rất là hay, mặc dù là con nhà giàu nhưng mà bỏ hết đi tu, không cần phải quan tâm đến những cái chung quanh mình. Và tu như vậy, tu đến nỗi mà
vua Lý Nhân Tông cũng như quan thái úy Lý Thường Kiệt cho nhớ không? Lý Thường Kiệt từng đánh qua nhà Tống của Trung Quốc, còn cầm bên nước mình đánh rồi. Và thì Lý là Lý Thường Kiệt rất nhỏ. Rồi cái bên cạnh của Lý Thường Kiệt là Võ Quan, tức là võ tướng, thì có một ông quan văn tên là Thượng Thư Đoàn Văn Khâm. Thì hai cái vị này, Lý Thường Kiệt và Đoàn Văn Khâm rất là mến mộ thiền sư Trần Đồng. Tuy nhiên có cái duyên lâu đời nhau thích lắm, thì chưa chân không ho lên một cái và sự duyên thì hai năm qua này đồng trường quân tướng nhiều, cho nên là trời nhưng tính lắm em có thể là bài bài kể vì nhớ thì chưa chân không và dòng tiền đi ân chi lúc đó là cái kỷ thứ nhà lý là cái kỷ thứ thế là một ngày sau một ngày cho nên một ngày mấy thì thị trường trên con sống được bạn thì bạn thì các bạn kể thì tình của ngài như sau: nhiều bộ hương môn minh tự khoa hoặc là tự khoa hoàng phong suy khởi yến ta bàn nhân nhân tận thức vô vi lại nhược đắc vô vi thị gian. Đó là cái tiếng Hán mình dịch sang tiếng Việt. Đầu tiên thì em xuôi dưới có bị nắm những cái ý, tại sao nó thành một vần cho mình hơn. Thì câu đầu cái dịu bản tức là cái tâm thanh tịnh của chúng ta, tên gọi khác là dịu bản, tức là cái gốc, cái cội nguồn dịu màu gọi là dịu bản hoặc dịu bổ, người Việt Nam thì gọi là dịu bổ, bắt dịu bản cái chất của người Việt Nam hương vô, nghĩa là nó trong trọng hương vô là một trạng thái trong trọng. Nhưng mà bên cạnh cái thể trong lòng minh tự khoan, tức là tự sáng suốt, tức là tự hiện tại. Bên cạnh cái trống rộng đó là cái dùng sáng suốt, chiếu soi bày tất cả cảnh giới. Nhớ như vậy nha, cái chân không đúng nghĩa cho thiền tông đó không phải một người học không, mà bên cạnh cái trống rộng đó cứ có cái dùng mà là diệu hữu. Nó nói diệu dụng đó, người tự diệu hữu, hữu là có, tức là có tất cả. Mặc dù cái thể trống không, nhưng mà khi ứng ra thì cái dụng đó vô cùng, tức là hiện tại tất cả cảnh giới. Cái câu đầu là nói được tính chất của cái bản thể chân như vậy. Trống rỗng nhưng khi mà gặp được cơ, gặp thời thì hiện tại cái dự là hiện lên tất cả cảnh giới, thì rõ như là thiền tập thì nhớ. Cho nên đoạn câu đầu của một ngày chứ không phải có hay gói trọn như một con có hình thế gì diệu bổ hư vô minh tự khoa, minh là sáng suốt, tự vô bại sáng suốt. Rồi đó là vấn đề mô tả về những chút không. Bây giờ cái dụng nó như thế nào ngày ngày một năm hoàng phong suy khởi biến ta bằng, có nghĩa là cái tính chất cái dụng nhiệm hậu nó giống như cái gì ở đây nhìn nó được cái thể cái dụng nó giống như gió, cái cơn gió mấy gió mấy có được đúng không? Không, nhưng mà chúng ta cảm nhận được chính là điều đó là không là có cái làm xuống xóa tan thì cái coi bức nóng nảy lên cái gió đúng không, cái gió mát không còn làm cho mình đỡ mát mẻ khỏe khoắn thì cũng
cái chân không đó, cái tự tánh của mình, nó có cái con này, hãy nó có mặt thì phiền não đi mất. Cho nên dùng cái con gió mát nghe thổi khắp cái mọi sa mạc, cái dù cái tự tánh đó, cái chân không hòa phong cho nó suy khởi, cái làm thổi, nó thổi vậy biến khắp khắp ta, nghĩa là lúc nào cũng có mặt. Mình chỉ có mặt tương lai nha, thì nó sẽ có mặt. Nhờ có mặt, hãy nói có mặt thì nó không còn phiền não. Phiền não thì chúng ta sẽ tan biến. Thế vậy, một khi mình sống với cái tự tánh đó, cái chân không đó, thì mình sẽ được an vui, hạnh phúc. Đành mát mẻ thôi. Cho nên những cái phiền não nghĩa là nó đóng bức, những cái tham sân si nó đốt, nó thiêu đốt mình. Những cái ham muốn á, nó thúc giục, nó làm cho mình không có yên. Cái kể nhận được điều này không? Ok, cái cơn tham nó nổi lên thì còn yên nữa không? Tâm trí mình nó bận biểu lắm, nó nóng nảy như vậy, nó muốn sở hữu được cái điều mình muốn. Trên mà lúc đó thì sao? Bên tìm mọi thủ đoạn để sở hữu nó, tạo tội đúng không? Tham nguyện cực kỳ. Còn sân, sân nguy hiểm không? Cũng nguy hiểm. Sân cũng làm cho mình mê mà không còn biết phải quay gì nữa. Tội lỗi không sợ. Tìm mọi cách để sân được, để hỏa cái cơn giận của mình. Đó, tham sân nó có thể hại. Mình tham sân từ cái gốc nào? Mình không sáng xuống, cái lực si mê, mình không hiểu rõ được bản chất của vấn đề, thì mình mới tham, mình mới sân. Ví dụ mình hiểu rõ, mình còn tham sân không? Hiểu rõ là sao? Ví dụ đối với những cái sự việc ở trần gian này, tại sao chúng ta tham á? Những cái vật chất tại sao chúng ta tham? Có tham với muốn sở hữu, mà tại sao mình tham? Có phải vì mình không thấy rõ được bản chất của mình, thấy không? À, mình bị đôi mày của mắt, mình thấy sắc đẹp, à, mình thấy nó hay, nó đẹp, cái mình mê đó, thì mình mới tham. Thí dụ mình biết rõ ba cái này, thì ra là những cái món, cái món đó do tâm mình biến hiện. Có đó một đâu biết rõ vậy còn tham không? Nói không á thì cái đó bực tu hành giỏi lắm mới thấy nó không, nhưng mà cỡ được từ thì nó sẽ bớt, đúng không? Bớt thì rõ, nếu mình khởi được cái nhìn thấu rõ bản chất của nó thì tự nhiên mình bớt tham. Trời, do gì không bớt được tham thì sẽ bớt sân, do gì tham mới sân, gì hiểu cho đầy hơn. Tham không thỏa mãn mới sân. Như muốn con đò đó, muốn sở hữu nó, ở bên ta ngăn cản hoặc không có thực hiện được thì mới nổi giận nhé. Thí dụ mình sở hữu được thỏa mãn của mình rồi, mình đâu có giận không đi. Nhưng mà đời này đâu có gì mình muốn được hết đâu, đúng không? Nhất là những cái quá trong tay mình, quá sức của mình muốn đâu có được. Lúc đó sẽ mình đâu có sống đâu vậy. Thì lúc đó mình phải tức giận, mình sắc nó. Thí dụ như mình muốn thì xe hơi thật có, nhưng mà tiền không có đủ, không có tiền. Rồi mình kiếm tiền ra, rồi mới nhận lên. Nói tức là thấy là có, mình không có, mình không nhận. Đúng không? Do gì? Mình không biết rõ cái thực lực của mình, đúng không? Nó là nó có đồn cạn, mình không biết rõ cái sức của mình là có đồn cạn. Còn mình phải thấy rõ được bản chất của vấn đề, tức là những cái đồ đó toàn là đồ hư huyễn của mình. Có duyên thì sử dụng, có duyên thì thôi, chứ không phải thấy ai có mình cũng bắt chước ráng tìm cho được. Cái nào mình không có, đúng không? Thí dụ người ta có mà tùy hỷ,
cho mình chơi chung với họ không khôn anh. Còn bao lâu mình càng có được khả năng mình tìm một cách để mình sống thì mình sẽ có nói không? Mình thì hãy nhân trong người mình thì đi đi chơi, đi chơi cho cha mình đi. Đúng chứ mình tiền đâu mình xong rồi mình đi chạy chạy lại đi kiếm tiền sống nó tức là mình tự mình còn khổ đấy mà đó nè mình đã biết thì hãy qua đời dạy cho mình đó mình đi theo qua đời trong nhiều năm đó. Mà thường dạy cho anh nó hay đừng ghét ta mày có mày thì hãy vui mừng là có người ta thương mình ở trong sao chỗ sẽ ké đúng không? À, là như vậy đó là mình biết không? Cho thường nghe dạy thì nó lắm mình không có cái tâm tích đó là mình biết tu rồi đó. Tại vì trong trần gian này không phải cái gì mình muốn mà cũng được hết đâu, nó quá cái khả năng của mình có phước á mình không phải sống nổi đó thì chi bằng thì hãy giúp mà người ta có mình vui nghe đó thì ta cũng quan hệ. Còn đi đâu anh ta cũng trong vấn vấn đó là đơn cử một vấn đề thôi, những cái khác cũng vậy, những cái chặt chẽ khác cũng vậy, như nó hiểu vậy. Ví dụ cái nhà tốt, cái chùa tốt, mình đừng có mình ở nhà quá thấy một bực thì hãy ma thì chủ nhân ở nhà tốt kia, cái chùa tốt kia thì người ta sẽ thương mà cũng cho mình cái phòng ở cũng đàng hoàng thế thế. Cái hạt đó rất là hay, mình ứng dụng những lời qua đường dài trí tuệ mà mình ứng dụng cái này quanh đời nhưng mà cái này cái tâm tùy thiện, cái tâm này khó làm mà cái gì đấy người ta tốt người ta đẹp mình vui theo mình mừng cho người ta có được cái đó chứ mình không nhân nghĩa thành gia thì ngộ lắm thấy là hơn mình ghét cái đó là khô không có trí tuệ nếu mình tự mình hay mình ở đây là hơn mình tán thán vui theo cái người mà được tán thán được mình vui theo thì người ta cũng quan hệ lắm nên người ta sẽ giúp đỡ chúng mình rồi mình cũng đỡ khổ đúng không? Chính cái điều này mình học được từ bà thượng ông già có cái hay lắm ông cụ cũng dạy hồi lúc mà còn trẻ bà thượng là giảng sư bà thượng đi giảng chung với bà thượng và thì Quyền Quy thì nổi tiếng lắm ông già đó ông giỏi nhiều mà luôn giỏi nhiều lớn con đẹp trai cũng có lắm và được chính quyền cổ đó ưu ái lắm mỗi lần mà thượng Quyền Quy mà đi giảng là số xe cảnh sát ô tô chạy dọc đường tỉnh trưởng nước không bao giờ chúng ta thì không được như vậy nhưng mà được cái tâm tỉ ấy và được cái dạy nghĩa không ạ nghĩa là sẽ vui như người vi thấy bình thường người vi được như vậy á ngày vui vẻ ngày có lúc kệ mặc dù đi chung như thế tâm họ người vi ít khi mà họ là một mình lúc đó hay gì cũng kệ mà bình thường mình chẳng hay không có ghét mà được người vi cái chuyện này mới hay nè khi mà đi qua bên kia về hai vị được ở hai cái phòng trong chùa Phật Quang bên kia thì Phật tử cứ đi kiếm mình Quyền Quy không nhưng mà không biết phòng nào cứ đi lộn vào phòng qua thượng rồi được mình đấy ngồi qua thượng rất là hay và chẳng không phải luôn phải là Quyền Quy để đi không được mới kéo mà không có ngàn nghe không gặp cái này gác thành vậy đúng không mà được rất là ngon lành nhà tôi không có phải một đường gì mà đường gì ở phòng mình hôm nay xin quý vị đi mà mời sẽ gặp không phải đường giới thiệu đâu mà ta kéo mà chính giờ như vậy đi vào đường gì có cái gì á mà tôi cũng chi vào đường mình xài trên chính và mình kể cho mình nghe và thử mình có cái tâm tốt do cái tâm tốt cái lòng tốt đó, nó chiêu cảm
thì cái người mà được thì hãy đó, thì cái người đó không bỏ mà cái đó tâm đó là cái tâm người tu gì, tâm cái khó là hạt lắm nha. Hãy ta hơn mình không ghé ra mình những cách để diệt để người kia, đúng không? Nói xấu người kia, nhưng mà thường trong lòng không nghe, ngay từ người kẻ mà được cái đường như vậy. Cho nên sau này mình thường rực rỡ, đúng này. Giờ cái tâm tu, tâm tâm người tu với tự tử làm được khó lắm á. Ví dụ bạn đồng song với nhau cùng đứa nhau này nè, nhiều có người nào trội hơn, tự nhiên mấy người khác cũng có chịu ghét, nó là tâm xấu lắm. Nhưng tâm mà ghét những người giỏi hơn mình, cái tâm của mình đó, thì con nên biết cái này. Mình mà có cái tâm đó là mình không có tiến bộ được. Nhớ nha, mình được cái mai giống như ở thượng trúc lâm, hồi ngay từ còn trẻ mình cũng được cái đó. Khi mình đi học á, học trong lớp phổ thông trường đời, mình có như ông bạn cũng hay hơn mình nhiều, còn nhỏ hơn mình, nhưng mà mình không quen mà đặc, mình đặc biệt, mình thường nhớ chắc cũng nhiều kiếp có tu hành thì sao mình luôn luôn kết thân với mình được, khen ngợi nha, kết thân nha, trong mình háo, nhờ vậy mình tiến bộ, mình sẵn sàng chỉ mà. Thí dụ mình ghét thì mình không ngờ, rồi người ta thấy mình ghét, người ta cũng đâu có chỉ mà. Không? Cái này cũng có mình quý trọng kết thân rồi họ chỉ rồi mình cũng tiến lên phá không chứ, mặc dù anh đang nhất mình gian vậy thôi không qua nổi mấy tài học giỏi lắm, nhưng mà cái nhân viên rồi đâu có biết nổi. Khi học cho lớp 12 thì các bạn mình giỏi nhất ảnh bị mất đi ngôi dịch, mình nhỏ tuổi hơn còn anh lại thì cái ngôi gì vậy mình thôi. Anh kia đi rồi, là ai qua nổi mình. Vì mấy ông cuộc đời mà nó không biết nổi. Còn dù mình có cầu, mình cũng muốn nhận đi. Anh đi mình cũng rất là thương, rất là tiếc. Nhưng mà nó bị bắt đi. Thì trong lớp thì có mình thay thế thôi. Mình lên mình đứng đầu. Nó cuộc đời cũng ngộ. Mình không có cầu mà vẫn được. Nhớ không? Cũng giống như hòa thượng Quyền Vi, hòa thượng mình, hòa thượng Quyền Vi sau mấy năm ông già ông bay đi pha văn tiểu, hòa thượng hay đó, như hôm qua bên hòa má hòa thượng qua bển, hòa thượng không có đức dụng võ, hòa thượng cũng là một hòa thượng bình thường thôi, trong khi hòa thượng mình đến đây chỉ lo tu học thôi, cũng không có cầu cái gì, rồi rốt cuộc kết quả cái gì thấy không, rực rỡ. Do gì hòa thượng chuyên tu, không có cái tâm đố kỵ, không biết ai hết trơn. Ta thấy rõ được cái duyên phước hết trơn. Bây giờ ai bằng bài thượng trúc lâm? Nhìn chung quanh đó ai là lợi dạy về trí tuệ, về phước báo luôn, quá chừng. Quý vị mà có ra phía Bắc mới thấy mấy cái thiền viện của bài thượng ấy, thì tưởng bài thượng thôi, thằng cháu á, tụi mình, tụi này là thằng con bài thượng, nhưng nhỏ hơn thì này, thằng cháu bài thượng cất cái chùa kinh. Đừng làm gì vậy? Cái thuốc là lùn không có lừa được đâu. Mình nói đây là mình dẫn những cái sự thật tôi gì thấy. Hãy có tu hành cái thông tố đúng như là mình dạy đó thì sẽ chịu cảm được cái phương báo. Bao giờ mình không có cầu tự nhiên nó tới, mình cũng khổ lắm, phải không? Mình không có định đo gì ai, mình cứ trực cái tâm như vậy thôi. Thì mình tu như lời Phật mình tu như vậy thì kết quả mang lại rất là tốt đẹp. Cái gì tin điều này thì mình đã trả lời rồi này, học cái hành quả được cái lời, mặc dù mình không có cầu mà vẫn được kết quả tốt đẹp. Bây giờ mình trở lại với thiền viên chân không. Cái câu hòa phong si khởi biến ta bạn là cái nội dung để cho mình truyền bài cho quý vị nghe, tức là mình sống được với cái tư tưởng đó thì nó giống như cái luồng gió mát làm cho thân tâm mình được thanh lương.